Cái này không biết là cúng, họ cúng lúc nào ta. Bánh bía. Toàn bộ không có tài ta. Đúng rồi, Ngút ơi. Gì? Thấy cũng cánh cây cây mít tới đâu vậy Ngút? Gì? Cũng cắn bữa bữa đi gặp á. Đứng đó đó. Mày bên đó nữa hả? Dạ. Gì? Thôi đây. Đứng mấy ngày này vậy Ngút? Đứng đây hả? Dạ. Hello, xin chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Săn Mai Vlog nha. Nhà cô chú. Thì cả nhà ơi, thì hôm nay mình với cháu mình chuẩn bị đi vào lại khu vườn ba lớp xác. Thì cái khu vực này là lần trước con cháu mình nó bị mai dấu đó. Còn nhớ không? Còn dâu hay sợ sợ. Tới giấc này vô đây nó còn sợ đúng không? Cũng khá lâu rồi. Thì hôm nay mình định là sẽ mọi người còn nhớ là cái khu vực mà trước khi mà mình biết là nó bị giấu á, là mình có lợi một cái nền bằng phẳng nào đó và có một người ta cúng bánh trái với lại nhang đèn ở đó bông rồi đó. Thì mình không biết là người ta cúng gì đó, thì mình định hôm nay những cháu đến đó và đặt cái camera đó thử xem như thế nào, có phát hiện được điều gì mới hay không. Nhưng mà hôm nay mình đi di chuyển tất nhiên là mình phải để ý nhóc này rồi, tại nó bị hút lần rồi, tại vì sao nó dạng mà nó nhẹ dí đó, tôi thấy là bậy bạ, tôi thấy những cái hương linh đó. Mình thì ít thấy nó, mà mình thấy là thấy quỷ không à, quỷ mới thấy con, còn thấy mà dạng như là thấy ma ít cái nào mình thấy lắm. Thì ok, không có dài dòng nữa, thì mời quý cô chú anh chị mình nhắn vào nút đăng ký để theo dõi kênh, đặc biệt cho mình với nhóc một like để có động lực thêm để đi quay cả nhà. Thì ok, giờ đi thôi cả nhà. Hôm trước nó bị giấu cái này mọi người. Ở đây cũng có mấy bụi tre bự lắm, tre cần cái tre xưa mà người ta chưa có phá đó. Vô đây. Đây là đi ngày à. Xem nè. Bụi tre rất là bự luôn. Ở đây còn vỏ bấm tay nè.
chuối nè, chuối này cũng chín luôn rồi. Chú ở đây có một cây rất là to mọi người, một cây gòn rất là to đây nè, mà người ta sao qua đây ta đốn rồi, mà thấy cái thác cái xác vẫn còn nè. Ở đây thì có một ngôi mộ và hai cái bia, nhưng mà chỉ có một ngôi mộ thôi, một cái bia này cũng chưa có luôn, làm sẵn. Còn cái khu vực này mình không biết là cái gì ta, sao mà nhìn nó trống lỏng mà, nhưng mà khuôn này giống như một cái khu mộ nhưng mà không có cái mộ nào hết. Nhóc đâu mày lủi 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 sai sai vậy mày, mày đi không mất tiêu đi, mày đi gần tao không đi hình đi mất tiêu đi. Bên đó kìa, thấy không? Nó là không biết là người ta cúng cái gì rồi. Bánh này, bông này, đầy đủ luôn á. Theo con người đây là cái gì? Phải là cái mộ không? Mà nhìn thấy cái mộ nào hết, tôi thấy một nền xi măng thế này thôi và thấy cúng kiến như thế này nè. Còn mấy cái tươi nữa, cái gì còn mấy cái tươi tươi nữa mới lên. Đó là không. Cái này không biết là cúng họ cúng lúc nào ta. Bánh bía toàn bộ không có tài ta. Gì? Thấy cũng trắng cây cây mít đó Dũng Út. Gì? Cũng trắng bữa đi gặp á. Đứng bên đó đó. Mày bên đó nữa hả? Dạ. Đứng gần gần cái kia đó, cái nào đó mà đường này bên đây, bên đây cái này hả? Dạ đúng rồi. Nhóc mới gặp nữa mọi người ơi, cung quá trời cung tay luôn rồi. Này không biết cái này là cúng cái gì ta. Lại. Hình như là mỗi lần mà nó vô đây là những cái vong linh nó theo theo nhóc này mọi người. Lần trước nó bắt hết một lần rồi. Bắt giấu hết lần rồi, hôm nay làm như nó muốn nữa hay sao á. À, nghe tiếng gì không? Tôi nghe tiếng đâu, tiếng ai nói chuyện bên đó đó. Em ru rồi. Nãy giống như hai đứa nó tới chuyện nhau vậy á. Đi về dài qua đây coi. Đi trước đi. Để không đi sao mà mất tiêu nữa ạ. À.
Mày thấy đứng đâu? Thấy đứng sau cây nè. Chỗ cái cây đó hả? Dạ. Cây nhỏ hả? Cây cây bự nè. Rồi tới 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 đi. Đó cái đầu ra. Thấy lú đầu ra luôn hả? Dạ, có cái dây hòn nè. Rồi. Thì cũng có nhiều anh chị comment nói là tại sao mà mình lại đặt cái tiêu đề là khu gần ba lớp xác. Thì mình cũng thưa với mọi người rằng là ngày xưa ở đây á, do đất mùa nước á, do nước lớn á, người đất lại chỉ là cái khu đất gò thôi, nên người ta chôn trồng 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 lên á, không có chỗ chôn, người ta trồng lên nhiều lớp, người ta mới gọi là khu gần ba lớp xác tới bây giờ luôn. Ôi, xích đây nữa cái nhìn vô đây. Đứng này, thấy đứng chỗ này. Đứng cây này. Núp sau bằng cái cây này hả? Dạ. Yeah. Chậm chậm tao quay từ từ, thấy điều gì bất thường trong đây không? Tắt đèn đi Vinh. Quay bằng cái đèn lát. Gì? Đứng mấy ngày này Vinh Cúc. Đứng đây hả? Dạ. Ôi trời. Chỗ nào? Đứng ngay cái cây luôn. Làm tao hết hồn dưới chứ. Đứng kế bạn luôn. Dạ. Ngồi quay qua ngú hồn luôn. Đưa mặt két là con vậy nè. Mặt cái máu không à. Trời tao. Mình nó có con mắt à. Mà cây nó máu máu không à. Có một con mắt một hả? Dạ. Mắt lòi á. Chỗ này. Dạ. Nãy rồi tải rồi quay bên đây không à. Nó đứng ở đây mà. Nó thấy đứng kế bên. À, đi lại đi đẳng đặt camera đi. Chị đứng đây nguy hiểm quá mọi người ơi. Không thấy đứng đây nè, như chỗ bụi cây này. Tại vì sao? Tại mình quay camera thường nên giờ ít thấy lắm. Quay camera hồng ngoại bây giờ thấy. Đây quay để cúng kiến đây đi. Bây giờ mình sẽ tạm dừng máy cả nhà, để đây mình đặt camera nha. Rồi mọi người, bây giờ mình đến đây mình đúng ngang đèn luôn. Là bên này bắt mình lên. Có thu vậy. Bánh này cũ rồi, để lại cho người ta, y cho người ta đi. Mình sửa cái này lại. Cái này cái gì đây? Bông. Cái hô bông. Cúng. Để đây. Cầm nhang ngay. Thì ở đây mình không có biết là nam hay là nữ gì cả. Mình đốt nha là phải đốt thuốc.
xé bánh này nhanh, quên xé bánh nha, từ xé này quên. Tắt đèn đi. Xe. Gì? Có tiếng xe. Ngoài đồng, ngoài lộn, ngoài đường quá. Tại cái đường này cũng có là cái đường mòn á, nên lâu lâu cũng có một chiếc xe nó chạy. Mà cái đường này là người nhiều người ta gan lắm, tao dám chạy chứ đừng không ai dám chạy đâu. Ma quỷ không. Cầm cái tiền lên đốt. Để vô đây nè. Ít ít thôi. Vài tấm thôi nó cháy được. Mày làm nhiều nó không cháy đâu. Dạ không thấy. Vậy chớp thế tắt luôn lửa. Trời, trong sách mình đâu có may đâu mà chớp nhá vậy. Thì hôm nay mấy anh con ở đây quay phim thì có đồng phạm như mấy ông bà ở đây thì xin tha tội, xin thông cảm, tụi con cũng đi là kiếm sống thôi chứ không có muốn phá ai hết á. Có sổ thấy ghê không? Không có gì, không có gì.
Nông nghe thấy không ra quả ta. Không nhận thì không có miếng gió luôn trời. Trời. Chết nhái gì luôn. Bầu trời không có miếng mây luôn. Sao đầy đậu luôn mà chết nhái gì vậy? Ừ, thấy kia cái bóng trắng trắng mày. Thấy không? Không thấy trên cũng vui à. Tao thấy gì trắng trắng đứng đứng hai bóng đó mày. Cái gì? Cái con đó đó. Con đó hả? Dạ, nó mà nó ngu bại nó gì vậy? Cái nền mộ, cái nền này nè là mình không biết là cái đây là phải một cái nền không hay là một cái mộ, mình cũng không biết luôn, tại vì nó bằng phẳng à, mà có người ta cúng kiến ở đây mà mình không biết là phải cái mộ là không, phải cái mộ là không nữa. Thấy chó sủa quá rồi. Mình thấy nãy giờ nhóc này nó bị cái giông hồn theo hoài mọi người. Nó cho nhỏ là thấy không, hồi nãy đứng kế bên luôn, mặt cái mặt nó máu không mà có một con mắt luôn hả? Dạ, mắt mà mắt lòi á. Mắt lòi hả luôn? Dạ. Mình không biết là họ có ý đồ gì không biết. Chuyện theo mày á, bắt mày á, giấu nữa.
tối quá không thấy. Thì cái này mà đứng kế bên mình cũng không thấy luôn. Còn thấy được cái tầm gà này. Tại vì ngồi đây mà lâu quá lâu mà muốn tê chân luôn mà không biết là camera có phát hiện điều gì hay là không nữa. Vậy. 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 Đi chơi đi. Gì vậy? Đông quá. Nhìn. Đừng giỡn nha mày. Ê, lên trên nè mày. Lên trên, lên trên. Lên trên nè. Nói chuyện với ai trời? Ê, ok, lên trên nè. Lên ngồi trên nè. Em ngu lắm nè. Mới chuyện ra vậy. Cậu ai vậy? Cậu ai đến đây vậy? Hả? Cậu đến đây vậy? Cậu ai? Hả? Cậu đến đây. Cậu đến đây vậy hả? Cậu ai? Cậu biết ai đến đây? Cậu ai đến đây nè hả? Mày tỉnh đi Vinh, làm gì Vinh? Cậu đây có ai không? Hả? Cậu biết cái có ai không mà cậu đến đây hả? Hả? Rồi hỏi ai? Đây là ai đây? Nói cậu á. Tụi ai lâu lắm mà chú ơi, cậu đến đây phá hả? Mà cho hỏi ai ai đang ngự trong xác này đây? Tôi là người ở đây sống lâu năm rồi nè. Người sống lâu năm đây hả? Ừ. Tôi đến đây tôi chỉ cúng kiến thôi, tôi không có làm phá gì ai hết. Ai dạo cúng kiến hả? Cậu thấy được chưa? Hả? Cậu lên làm gì hả? Không làm gì đâu. Ngồi, ngồi ăn bánh đi, ăn bánh đi. Ngồi xuống ăn bánh đi. Ngồi xuống ăn bánh đi, ăn bánh đi. Ăn gì mà ăn? Chứ mắc bao lâu rồi? Mấy trăm năm nay rồi đó. Mắc mấy trăm năm nay rồi? Đây là mộ của tôi mà. Cái này cái... còn có tiền mới xây được, mới xây được cái này thôi. Cái này cái mộ hả? Ừ. Tôi đâu có biết đâu. Không biết hả? Mới vỗ ta cũng kiến hả? Hay phá hả? Hả? Thế mà trời. Nó cậu cũng trả lời hả? Giờ mày, bây giờ Hưng Linh cứ ngồi ở đây đi. Thì tôi đến đây á, với lại là tôi không biết là đây là mộ của Hưng Linh nữa. Chỉ là tôi tính là một cái bức một cái chỗ xây thôi. Tôi thấy chỗ này có cúng kiến, tôi cúng kiến thôi. Thì Hương Linh có gì bớt giận. Hương Linh cứ ngồi đây đi. Rồi rồi ăn bánh đi, tôi cúng bánh nè. Ừ. Chứ Hương Linh mắc bao lâu rồi? Mấy trăm năm rồi đó. Mấy trăm năm rồi sao Hương Linh không đi siêu thoát mà ở đây hoài vậy? Tại vì không biết, không để hết được. Bí mật không kể được. Bí mật hả? Ừ. Vậy Hương Linh ở đây có bạn bè gì không? Nhiều bạn lắm, lưng người quá trời ông đó. Gì? Vậy Hương Linh có đối khác gì không? Cần tôi cúng kiến gì không? Không. Không luôn hả? Thì thôi bây giờ bánh tôi cũng Hương Linh ăn hết rồi hả? Ừ. Vậy Hương Linh có biết cái này gì không?
nó bị nhập rồi mọi người. Nhìn cũng mài có lá, có lá bồ hô thăng này. Nhìn này, nhìn gì mày mới bị người ta chiếm xác. Ở đây là cái mộ nè, cái này là cái mộ chứ không phải là cái nền đất đâu. Yeah. Người ta mình ngồi lên mộ của người ta nè, người ta mới nói tao biết đó. Yeah. Bây giờ cái lá bùa này mày bỏ trong túi đi, bỏ kỹ nghe. Yeah. Đừng vô gớt nghe. Thôi xong rồi đi về. Cũng may mình có lá bùa trong mình nha mọi người. Ở đây là cái mộ chứ không phải là cái nền đất bình thường. Cái mộ luôn mọi người. Đây là cái mộ chứ không phải là cái mà bình thường đâu. Hoàng chị mình ngồi đây, Hoàng chị nhập vô không Vinh. Thôi đi về, đi ra. Cũng may là mình có lá bùa cho mình. Dừng không ơi, đâu ngồi gì là gì thấy con dần mà ngồi quá quắc này nè, nó ngồi trong chỗ nó quắc quắc mẹ hả? Dạ thôi đi về, đi về thôi. Bây giờ cái nhà, bây giờ mình về luôn cái nhà, nguy hiểm rồi.